Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Vladimir Putin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã không thể làm chậm bước tiến của lực lượng Nga ở Donbass. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang dần đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Theo ông Putin, bằng việc tấn công tỉnh Kursk, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình ở những nơi khác và cho phép Nga đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donbass. Ông nhắc lại, rằng mục tiêu chính của Moscow là giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass. Ông Putin nói, mục tiêu chính của đối phương là khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng để điều chuyển lực lượng từ khu vực này sang khu vực khác, ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực trọng điểm, đặc biệt là Donbass. Nhưng nó có hiệu quả không? Không. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sirusky nói rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch ở Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác, chủ yếu là ở Donetsk, gần các thành phố Pokrovsk và Kurakov. Tuy nhiên, Moscow mô tả đây là một trong những sai lầm chiến thuật lớn nhất của Kiev trong cuộc xung đột, nói rằng nó cần có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Ukraine mà không mang lại lợi ích thực sự nào. Ông Putin nói, bằng cách đưa các đơn vị lớn và được huấn luyện tốt đến khu vực biên giới, Ukraine đã tự làm suy yếu phòng tuyến ở các khu vực trọng điểm, và quân đội Nga đã đẩy nhanh các hoạt động tấn công. Tổng thống Putin cho biết, lực lượng Nga đang giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Donbass với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Họ không có bất cứ động thái nào để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Ông Putin nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, cuộc tiến công của Nga vào thành phố Pokrovsk ở Donetsk đã thành công. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có thể trở thành trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Ukraine nhờ quan hệ cân bằng với các bên. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định, Moscow chưa từng từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng để nối lại tiến trình này, Kiev phải tuân thủ các điều khoản đã nêu tại vòng đàm phán Istanbul tháng 3 năm 2022. Ông Putin nói thêm, chúng tôi có sẵn sàng đàm phán với họ không? Chúng tôi chưa bao giờ từ chối, nhưng không phải dựa trên những yêu cầu nhất thời của Ukraine, mà phải dựa trên những tài liệu đã được thống nhất và ký tắt ở Istanbul. Vài tuần sau khi xung đột nổ ra, phái đoàn Nga-Ukraine cuối tháng 3 năm 2022 gặp gỡ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thương lượng. Ukraine khi đó dường như đồng ý đảm bảo quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa, với điều kiện được bảo lãnh an ninh bởi một số cường quốc, bao gồm Nga. Dự thảo thỏa thuận được truyền thông Nga đăng tải cũng cho thấy, Ukraine sẵn sàng giới hạn quy mô lực lượng vũ trang như mong muốn của Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga rút bớt lực lượng khỏi phía bắc Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chấm dứt đàm phán. Theo Tổng thống Putin, gần như tất cả tiêu chí của một thỏa thuận hòa bình đã đạt được ở Istanbul, nhưng sự can thiệp của Anh đã khiến Ukraine lựa chọn đi một con đường khác. Đến nay, sau hơn 2 năm xung đột, Nga và Ukraine vẫn chưa tham gia thêm bất cứ vòng đàm phán công khai nào. Khi được hỏi về việc liệu quốc gia nào có thể làm trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine trong tương lai, Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil – có thể trở thành những ứng viên sáng giá. Đây đều là các quốc gia trong nhóm BRICS cùng Nga và duy trì quan điểm trung lập. Ông Putin nói, chúng tôi tôn trọng các nước bạn bè và đối tác, những người thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của cuộc xung đột. Trước hết, có thể kể tới là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Tôi thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp về vấn đề này. Bình luận về cuộc xung đột của Ukraine vào bang Kursk của Nga, ông Putin cho rằng, Kiev đặt mục tiêu khiến chúng tôi lo lắng buộc quân đội Nga chuyển lực lượng từ nơi này sang khu vực khác. Nhưng cuối cùng, các mục tiêu của Ukraine đã không hiệu quả. Quân đội Nga đã ổn định tình hình ở tỉnh Kursk và bắt đầu dần dần đẩy đối phương khỏi lãnh thổ Nga. Ông Putin tuyên bố, cho biết thêm, Ukraine đã tự làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính mình, dù Moscow gặt hái nhiều thắng lợi trên các hướng tiến công trọng điểm ở Donetsk. Ukraine giành được thắng lợi bước đầu tại Kursk, nhưng thành công đó mới dừng ở cấp độ chiến thuật, và có nguy cơ biến thành thất bại chiến lược tổng thể của Ukraine. Cố ý để đối phương xa lầy tại Kursk, Nga đang chấp thời cơ đánh mạnh trên hướng Pokrovsk, mục tiêu chính của Nga hiện nay. Quân đội Nga đang tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu cả nhân lực lẫn vũ khí. Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đột kích vào Kursk và hiện đang xa lầy tại đây, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho Nga. Quân đội Ukraine đang nắm giữ hơn 1.000 km vuông ở tỉnh Kursk, Nga và ít nhiều gây ảnh hưởng đến hình ảnh sức mạnh quân đội Nga. Tuy nhiên, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga lại đang sốc tới, chiếm thêm lãnh thổ, tiến sát hơn tới trung tâm hậu cần và vận tải Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass. Hôm 4 tháng 9 năm 2024, lực lượng Nga chiếm thêm một ngôi làng nữa trên hướng này. Tình báo quốc phòng Anh hôm 2 tháng 9 cập nhật, quân đội Nga đã tiến vào bán kính dưới 10 km tính từ trung tâm Pokrovsk. Gustav Grenzel, nhà phân tích chiến tranh tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, thậm chí đánh giá rằng chiến dịch quân sự của Nga hiện tập trung duy nhất vào mặt trận Pokrovsk và các lực lượng Nga dường như đang đóng băng các mặt trận khác. Hussein Alijev, chuyên gia quân sự tại Đại học Glasgow cho biết, trước khi nổ ra chiến dịch Kursk, quân Nga tiến trên 7 mặt trận ở vùng Donbass. Giờ đây, chỉ còn duy nhất Pokrovsk, dù rằng cũng có một bộ phận nhỏ binh sĩ Nga được tái triển khai về Kursk. Ukraine đánh giá nhầm tình hình ở cấp chiến lược. Ukraine đối mặt với rủi ro lớn khi đưa quân vào Kursk. Thứ nhất, chiến dịch đó khá bế tắc về mục tiêu cuối cùng. Thứ hai, nó làm suy yếu hoạt động phòng thủ của Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Một số nhà tài trợ phương Tây của Kiev cũng ngỡ ngàng khi thấy nguồn lực khan hiếm của Ukraine bị phân tán theo cách này. Chuyên gia Graciel lưu ý rằng, chiến dịch chấp nhoáng của Ukraine tại Kursk đã kéo lực lượng dự bị có sức cơ động cao nhất của chính họ ra khỏi vùng Donbass, mà đáng lẽ lực lượng này phải được bố trí phòng thủ tại đây vào lúc nước sôi lửa bỏng như hiện nay. Queen Kingsonkos, chuyên gia về Nga tại nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verova cảnh báo, nếu Nga đột phá được ở Pokrovsk, điều này có thể buộc Ukraine phải rút thêm trên diện rộng hơn ở tỉnh Donetsk. Chuyên gia Alijeb thì nhận định, nếu Pokrovsk thất thủ, người Nga sẽ có con đường thông thẳng tới Kramatorsk. Và Sloviansk. Theo vị này, Ukraine thực sự không có cơ hội chặn đứng bước tiến của quân Nga đến thị trấn Pokrovsk. Ông cho rằng quân Nga chỉ cần tiến thật sát thị trấn này cũng đã gây ra nhiều vấn đề về hậu cần cho thế trận Ukraine ở tỉnh Donetsk. Do vậy, King Sinkos đánh giá, chiến dịch đột kích vào Pokrovsk là một định hướng sai lầm chiến lược và chỉ mang lại cho Ukraine một chiến thắng mang tính biểu tượng thể hiện sự lạc quan thái quá của Kiev. Theo Aliyev, rất có thể, bà lãnh đạo quân sự Ukraine thấy không thể ngừng được đà tiến của quân Nga ở Donbass, nên đã dốc sức giành một chiến thắng ở Kursk và có định hướng dùng chiến thắng ấy làm thứ để mặc cả sau này với Nga trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, chiến thắng của Ukraine tại Kursk có thể sẽ không mang sức nặng đối với Nga. Tổng thống Nga Putin đã hạ thấp ý nghĩa của vụ đột kích đó và tiếp tục chỉ đạo quân đội Nga tiến lên ở mặt trận miền đông Ukraine. King đánh giá, với việc tập trung vào Donbass, Nga thể hiện rõ rằng họ không sẵn lòng nhượng bộ để đổi lại Kursk, bởi vì tỉnh Donetsk mới là mục tiêu chính của họ. Final Times đánh giá, việc Pokrovsk thất thủ sẽ gây áp lực nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine quanh các thị trấn Toretsk và Chasovya, cũng như các cứ điểm Slavyansk, Kramastok và kosti Antinika. Ngoài ra, thất bại này nếu xảy ra, sẽ mở toang cánh cửa cho quân Nga thọc sang phía Tây tới sông Đường Nhét. Nga chấp thời cơ vàng, tận dụng nồi hầm Kursk để tạo đột biến chiến lược. Có vẻ như Nga đã chủ động chấp nhận thực tế quân Ukraine đứng chân trên Kursk vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV tuần này đánh giá rằng, ông Putin đang nỗ lực giữ đà tiếng của quân Nga hướng tới Pokrovsk, chấp nhận cái giá trước mắt là trì hoãn hoạt động đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kursk. Không những thế, George Bebe, giám đốc phụ trách đại chiến lược Tại viện QIRS cho rằng, nga đã biến chiến dịch Kursk do Ukraine thực hiện thành cơ hội để nga đánh tiêu hao binh lính và xe thiết giáp Ukraine. Ông Bibi nói, Ukraine đang mất nhân lực, mất xe thiết giáp, mất vũ khí và sử dụng cạn kiệt đạn dược tại Kursk. Theo ông, điều này có lợi cho nga nên nga không vội ra tay để chấm dứt hẳn chiến dịch đó của Ukraine. Stephen War, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại trường Kennedy, Đại học Harvard cho rằng. Phần đất mà Ukraine vừa giành được ở Kursk chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tổng diện tích khổng lồ của Nga. Giáo sư Walsh biết, chiến dịch Kursk chỉ thành công ở cấp chiến thuật, chứ không phải cấp chiến lược. Kết cục xung đột Nga-Ukraine sẽ được quyết định chủ yếu bởi những gì diễn ra trên thực địa ở Ukraine, chứ không phải Kursk. Không những vậy, ông Walsh còn đánh giá, thực sự thì thành công ngắn hạn này của chiến dịch Kursk có thể cuối cùng lại trở thành thất bại chiến lược của Ukraine nếu như nó làm suy yếu phòng tuyến Ukraine ở phía đông, từ đó tạo điều kiện cho Nga nhanh chóng giành thêm lãnh thổ. Nga chấp nhận để Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ rất nhỏ trong thời gian đầu, vì họ biết mình đủ sức giành lại hoàn toàn nơi đó sau này. Theo dữ liệu của ISV, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lớn trên đất Ukraine kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu. Cụ thể, đến nay Nga chiếm được hơn 54.485 km2, trong riêng tháng 8 năm 2024, Mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.